Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp trúng số trong ngày rằm tháng 4 âm lịch. Tức là ngày 15 tháng 4 âm lịch, nó là ngày Bính Tuất ấy. Vậy thì trong số 12 con giáp thì con giáp nào sẽ là con giáp trúng số, cụ thể sẽ là tuổi nào? Thì sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã biết mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình một cái số mệnh khác nhau, dựa vào cái năm tháng ngày giờ sinh. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái tổ hợp mà tạo ra cái sự may mắn nhất định. Và mỗi cái thời điểm thì con người chúng ta cũng có những cái sự tác động nhất định của cái hệ thống thiên tinh. Từ đó nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống, đến cái nguồn năng lượng của chúng ta. Và trong số 12 con giáp thì được các thầy tử vi dự đoán trong ngày rằm tháng 4 lịch tới đây thì sẽ có 5 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc thì cứ ùn kéo đến. Vậy thì chúng ta cùng xem đó là những con giáp nào và cụ thể là những tuổi nào nhé. Thì quý vị biết ấy, để xét về cái cơ hội trúng số ấy, thì chúng ta có hai thứ, một là gì? Lộc tồn, hai là cái vận thiên tài. Đây là hai cái thứ mà dễ dàng cho chúng ta cái cơ hội là kiếm tiền bạc về đầy tay nhất. Thì cái vận lộc tồn ấy, nó là lộc trời ban, nó là tức lộc vua ban. Cái vận thiên tài nó đến với chúng ta một cách là nhanh, mà đi thì cũng gì, nó đi chậm hơn. Còn cái vận thiên tài ấy, thì cái tiền bạc tài lộc nó đến nhanh và đi cũng nhanh. Và những cái cơ hội mà kiếm tiền thì nó hầu hết là dựa vào cái may mắn, dựa vào cái may mắn. Nên là ấy, những người nào mà gặp vận thiên tài ấy, thì cái cơ hội kiếm tiền rất là nhanh. Có lúc mà chúng ta tưởng chừng như là gì, không thể ngóc đầu lên được nữa rồi, thì bỗng nhiên một cái cơ hội trời cho nó kéo đến và quý vị lại kiếm về đầy túi. Đó. Vậy chúng ta cùng xét xem là đó là những con giáp nào nhé. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về vận là thứ nhất là thiên tài, thứ hai là chính tài. Thì chúng ta biết là thiên tài và chính tài chúng ta dựa vào cái thiên can. Cái thiên can, chúng ta có thiên can Bính, Bính là thuộc hỏa, hỏa thì sẽ bị thủy nó khắc. Mà thủy thì chúng ta sẽ có hai thiên can, đó là Nhâm và Quý. Thì chúng ta có Nhâm gặp Bính thì nó là thiên tài nhá, như vậy là Nhâm. Cái vận thiên tài là Nhâm đúng không ạ? Nhâm mà gặp Bính thì là thiên tài đúng không ạ? Quý gặp Bính thì nó là chính tài. Như vậy, những người có đôi nam sinh là số 2 thì sẽ là những người được gì? Được thiên tài chiếu mệnh, và những người có thiên can là đôi nam sinh là số 3 thì sẽ là được gặp vận chính tài. Thì cả hai cái vận này nó cũng đều nói lên cái sự may mắn về tiền bạc. Một cái ông thiên tài là do gì? Cái lộc trời nó ban xuống, những cái may mắn bất ngờ ập đến. Còn cái ông chính tài là gì? Là do công sức, nỗ lực của chúng ta bỏ ra mà có được. Đấy, đâm ra là gì? Cái vận chính tài và cái vận thiên tài nó khác nhau chỗ đó. Đấy, chính tài thì nó bền vững hơn, còn thiên tài nó nhanh hơn. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là những con giáp nào là những con giáp may mắn này nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét vào cái vận thiên tài là những người có thiên can Nhâm. Những người có thiên can Nhâm bao gồm những tuổi sau này. Nhâm Tý là 1972 này, 1972 có hành là Mộc. Đó. Nhâm Tuất 1982 có hành thuộc Thủy. Nhâm Thân là 1992 ngũ hành thuộc, Nhâm Thân là Kim. Nhâm Ngọ là 2002 hay là 1942 đấy, 2002 đi, 2002 đúng không ạ, ngũ hành thuộc Mộc. Tiếp theo là Nhâm Ngọ này, đến Nhâm Thìn là 1952. Là có ngũ hành thuộc Thủy. Cuối cùng là Nhâm Dần là 1962, ngũ hành là Kim. Đó. Đó là những cái con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất. Nếu mà quý vị thuộc một trong 6 con giáp này thì xin được chúc mừng quý vị, tại vì các bạn rất dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Bây giờ chúng ta cùng xét xem trong 6 con giáp này là tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất nhé. Thì chúng ta biết cái ngày rằm nó là ngày 15 tháng 4 ấy, nó là ngày Bính Tuất đúng không ạ? Bính Tuất. Thì Bính Tuất ngũ hành nó thuộc thổ, thổ dưỡng sinh yêu kim. Vậy nên những con giáp nào mệnh kim sẽ là con giáp may mắn nhất. Mà mệnh kim đây chúng ta có 1992 và 1962.
Như vậy những người của 1962 sẽ may mắn hơn nhé, đứng vị trí số 1. 1992 đứng vị trí số 2. À, những người tuổi 1962 tuổi Nhâm Dần ấy, tuổi Dần thì được trong ngày Tuất thì được Dần Ngọ Tuất là tam hợp đúng không ạ? Cái cục diện tam hợp với ghé thăm nó giúp đỡ. Nó sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Dần ấy, sẽ được may mắn hơn, hanh thông hơn, thuận lợi hơn. À, trong thời gian này thì những người tuổi Dần mưu sự thì dễ thành và có được những cái may mắn tài lộc nhất định. Đặc biệt là tuổi 1962 Nhâm Dần lại càng may mắn hơn nhé. Vì thế để tăng cường cái may mắn cát tinh cho mình thì những người tuổi Nhâm Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần 1962. Đó. Tiếp theo là đến những người may mắn thứ hai là những người tuổi Nhâm Thân 1992. Những người tuổi Thân cũng được cục diện là Thân, Dậu, Tuất là tam hội đúng không ạ? Cái cục diện tam hội nó cũng mang lại nhiều may mắn cát tường cho những người tuổi Thân. Đấy, trong thời gian này. Vậy nên là gì? Để tăng cường thêm cái may mắn nhé thì những người tuổi Thân hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Thứ hai là những người mệnh thổ là trong những con giáp này không có đó. Thứ ba là mệnh mộc. Mệnh mộc thì chúng ta có tuổi Nhâm Tý là 1972 nhé và Nhâm Ngọ là 2002 đúng không ạ? Thì trong cái ngày Bính Tuất thì những người tuổi Nhâm Ngọ sẽ may mắn hơn. Những người Nhâm Ngọ sẽ vị trí số 3 nhé và Nhâm Tý xếp vị trí số 4. Đó. Thì những người tuổi Nhâm Ngọ cũng được cục diện là gì? Dần Ngọ Tuất là tam hợp, Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Vậy nên là gì? Cũng được tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ. Hơn nữa, Ngọ Hỏa Tuất Thổ nó là gì? Là cục diện là gì? Ngũ hành tương sinh. Vậy nên là trong cái ngày hôm nay ấy, thì nó cũng gặp được nhiều cái may mắn. Đấy, may mắn trời ban. Vậy nên những người tuổi Ngọ hãy nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tý thì nói chung trong ngày hôm nay thì cũng được gì gặp cục diện là cái nạp âm nó khác được ngày, đâm ra là gì cũng sẽ được may mắn nhé, may mắn tài lộc nhé. Quý vị cũng cứ luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tý nhé. Cuối cùng chúng ta còn những người mệnh thủy đó là gì 1952 và 1982. Thì tuổi 1982 đứng vị trí số 5 nhé. 1952 đứng vị trí số 6 đúng không ạ? Ngày thổ đó, thổ khắc thủy. Đâm ra là trong cái ngày này thì đặc biệt là những người tuổi Thìn ấy, Nhâm Thìn và những người tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn trong cái ngày Tuất thì gặp cục diện là Thìn Tuất tương xung lại bị ngày nó khắc nữa. Đâm ra ấy, là nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều trắc trở đối với những người tuổi Thìn ấy. Vậy nên là gì? Để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi và luôn được may mắn bình an thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn nhé. Còn với những người tuổi Tuất thì cũng sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Đó là những con giáp may mắn dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 2024. Và trong ngày rằm tháng 4 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp dễ trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi 1962 là Nhâm Dần. 2 1992 Nhâm Thân. 3 2002 Nhâm Ngọ. 4 1972 Nhâm Tý. 5 1982 Nhâm Tuất. 6 1952 là Nhâm Thìn. Đó. Đó là 6 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Thưa quý vị, thì cái thiên tài và cái chính tài bây giờ đi với nhau đúng không ạ? Cái thiên tài là cái lộc trời ban, và cái chính tài là cái lộc bền vững do chúng ta làm ra. Đó. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là cái chính tài ấy, trong cái thời gian ngày rằm tháng tư âm lịch thì những con giáp nào sẽ là may mắn nhất nhé? Những con giáp nào có vận may mắn về vận tiền bạc đúng không ạ? Thì chúng ta biết là những người có vận chính tài lớn là những người có thiên can là quý. Những người thiên can quý bao gồm người tuổi sau này, 1973 này là Quý Sửu này, ngũ hành thuộc mộc này. 1963 này là Quý Mão này, ngũ hành thuộc kim này. 1953 này
là Quý Tỵ này, Quan Lục Thủy này, 2003 này là Quý Mùi này, Quan Thục Mộc này. Rồi, đến 1993 Quý Dậu, Quan Thục Kim. Và cuối cùng là 1983 Quý Hợi, Quan Lục Thủy. Đó. Đó là những cái con giáp mà được cái vận chính tài là chiếu mệnh. Chúng ta còn giáp chính tài xem là con giáp nào là con giáp may mắn nhé. Thì chúng ta biết là ngày Bính Tuất cũng là thổ đó, thổ sinh kim, vậy nên những con giáp mệnh kim sẽ là may mắn nhất. Kim thì chúng ta có tuổi 1963 là Quý Mão, đó. Và 1993 là Quý Dậu. Đấy. Thì những người tuổi Quý Mão sẽ may mắn hơn. Đấy, vị trí số 1, Quý Dậu sẽ may mắn số 2. Tuổi Quý Mão may mắn hơn do là cục diện là Mão Tuất nhị hợp, đúng không? Còn Dậu và Tuất là lục hại, nên lâm ra là ông Quý Dậu ấy, ông sẽ khó khăn hơn. Vì thế những người tuổi Dậu ấy, để gia tăng thêm may mắn của mình nhé, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân nhé. Tiếp theo đến những người mệnh thổ đấy không có đó. Thứ ba là những người mệnh mộc. Mệnh mộc của chúng ta có 2003 là Quý Mùi và 1973 là Quý Sửu. Thì Quý Mùi, Quý Sửu thì giống nhau. Quý Sửu xếp vị trí số 3, Quý Mùi xếp vị trí số 4. Tại vì gì? Sửu và Mùi là cục diện tứ hành xung, vậy nên quý vị lưu ý nhé. Tiếp theo cuối cùng là 1953 Quý Tỵ và 1983 là Quý Hợi. Quý Tỵ và Quý Hợi đúng không ạ? Thì nó cũng như nhau thôi. Quý Tỵ là xếp vị trí số 5, Quý Hợi xếp vị trí số 6. Đó là 6 con giáp được cái vận chính tài nó chiếu. Tức là gì? Cái công việc thì hanh thông, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, con đường công danh thì phát triển rực rỡ. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 2024. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống và giúp quý vị nắm bắt được cái cơ hội gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc trọn đời cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.